Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube hỗ trợ kỹ thuật Viettel năm 2020. Và trên tay em đang cầm là một cái dòng thiết bị mới của Viettel là Wi-Fi băng tần kép có tên là HG8145V5. Cái model này thì nó sẽ có hai băng tần là băng tần 240 và băng tần 5. Với cái dòng modem băng tần kép này thì nó có cái hai bước sóng để cấp phát wifi thay cho một bước sóng như cái wifi loại này hoặc wifi loại này. Thì cái bước sóng 2.4 thì cho phép sóng wifi truyền với khoảng cách xa hơn nhưng mà nó lại có cường độ tín hiệu nó sẽ yếu hơn. Còn bước sóng 5 thì nó sẽ là ngược lại. Mọi người thì cần để cái laptop hoặc điện thoại hoặc cái internet TV của mình gần cái bộ phát sóng wifi này. Tuy nhiên cái tốc độ của nó thì gấp 3 lần so với cái chuẩn N thông thường. Như vậy để có cái tốc độ internet cao, có bước sóng 5 với 24 kênh phát sóng không trùng nhau ấy và nó có độ phủ sóng lớn hơn, độ xuyên tường cũng khá là cao. Đây mọi người nhá, em sẽ bóc bóc cái wifi hai băng tần này ra. Đây. Về cái cơ bản của nó thì nó cũng sẽ có là hai dâu và bốn cổng LAN, LAN 1, LAN 2, LAN 3 và LAN 4. Ở đây nó sẽ có một cái cổng của cái IP phone dùng cho điện thoại, một cái cổng của USB và đây là cổng nguồn. Và đây là cái công tắc tắt bật cái wifi. Ở bên cạnh của nó sẽ có một cái phím là WPS. Cái này mình sẽ bấm để nó tắt bật nó ẩn cái wifi đi và một cái phím VLAN nó sẽ tắt bật cái wifi, cái sóng wifi. Ở đây là có một cái phím reset dùng để khi mọi người có thể dùng để reset lại cái mặc định ban đầu của cái wifi này. Tiếp theo em sẽ test thử cho mọi người thấy là độ mạnh của nó như nào. Khi mọi người cắm lên này, nó sẽ có một cái đèn power, tức là cái đèn nguồn, một cái đèn PON nó sẽ đứng. Tất cả những cái đèn này nó sẽ đứng. Và một cái đèn VLAN. Mình sẽ thực hiện kết nối wifi. Đây mọi người nhé, đây là bước sóng 2.4 này, còn đây là bước sóng 2.5. Mình cứ kết nối mật khẩu của cả con nào cũng được, GP 7N UA M6, bấm kết nối. Không đúng. GP 7N UA M6.
Như vậy là cái wifi của mình đã kết nối, tức là nó sẽ có internet rồi. Mình sẽ test thử Google. Vào YouTube đi. Đấy, chạy khá là nhanh. Bây giờ em sẽ kiểm tra cái tốc độ download và upload. Gói này của em đang dùng là gói Net 3 mọi người nhé. Gói Net 3 thì nó là 50 MB. Đây. Đây. Thì mình test nó sẽ được 92,6 megabit. Upload của nó là hơn 100 cơ. Vào Facebook này. Đó, như vậy là cái con Wi-Fi 2 băng tần này nó khá là mạnh so với cái con một băng tần này. Tuy nhiên hiện nay ấy, cái gói cước mà để mà mọi người có được cái thiết bị này thì nó sẽ là từ gói Net 3 đổ lên, Net 3, Net 4, Net 5. Tuy nhiên mọi người cũng cái loại model 2 băng tần như này ấy, thì mọi người cũng có thể ra cửa hàng Viettel và mọi người sẽ phải đổi thiết bị cũ và cái này mọi người phải kê thêm là 300.000 đồng để mọi người có một cái băng tần kép như này. Cái video hôm trước thì em hướng dẫn là mọi người thay thế cái thiết bị của Viettel. Tuy nhiên cái con này nó đảm bảo được cái tính năng rất là lớn để mọi người có thể sử dụng. Cho nên mọi người có thể ra cửa hàng Viettel để có thể đổi được cái thiết bị như này. Thì mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu của mình và không phải thực hiện cái chuyển đổi cái model khác nữa. Xin chào mọi người.